xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đưa file excel lên Google Drive giả sử như ở đây tôi có một file excel bây giờ tôi muốn là đưa cái file excel này lên Google Drive thì tôi sẽ làm như sau đầu tiên á tôi sẽ mở trình duyệt web lên tiếp theo ở đây tôi sẽ truy cập vào web có địa chỉ là google.com.vn sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản gmail của tôi vào rồi sau khi tôi đã đăng nhập tài khoản gmail của tôi vào rồi á tiếp theo tôi sẽ chọn vào biểu tượng ô vuông và chọn vào The Drive. Thì lúc này á nó sẽ lock vào tài khoản Google Drive của tôi. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là tải cái file Excel vừa rồi lên tài khoản này. Thì tôi sẽ làm như sau. Ở cái dòng là The Drive của tôi này có tam giác kỳ xuống. Các bạn chúng ta sẽ chọn vào. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn dòng là tải tập lên. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào file Excel mà chúng ta muốn tải lên. Đó, giả sử như đây Tôi muốn là tải cái file này lên Thì tôi sẽ chọn vào nó Và chọn vào Open Thì lúc này bạn quan sát Nó xuất hiện thông báo Đang tải mục một lên Rồi, nếu mà nó xuất hiện thông báo là Đã tải xong mục một lên Và ở đây, nó có dấu tích đó Tức là chúng ta đã tải lên thành công Tuy nhiên ở đây á Tôi chưa thấy file xe của tôi Bây giờ tôi sẽ tiến hành là Lót lại tài khoản Google Drive của tôi Bằng cách là tôi sẽ quét chọn vào đường dẫn bấm Enter Thì đây chính là file Excel mà tôi vừa tải lên Rồi bây giờ tôi muốn là mở cái file Excel này lên này Tôi bấm đúp chuột Thì lúc này á nó sẽ mở file Excel lên Đó, đây là cách đầu tiên Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột Sau đó rê chuột vào, mở bằng và chọn vào Google chân tính Thì lúc này á, nó sẽ mở file Excel lên rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn là tải cái file Excel này về máy tính của bạn á thì chúng ta sẽ bấm phải chụp vào nó và chọn vào dòng là tải xuống thì lúc này á nó sẽ tiến hành là tải file xuống còn nếu mà các bạn chúng ta muốn là chia sẻ cho những người khác để họ có thể là tải cái file này về thì chúng ta sẽ làm như sau này đầu tiên là các bạn chúng ta sẽ bấm phải chụp vào nó này và chọn vào chia sẻ thì ban đầu á cái file Excel của chúng ta nó ở chế độ hạn chế tức là chỉ một mình chúng ta tải về được thôi còn người khác á họ không thể nào mà tải được rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là bật cái file này ở chế độ công khai tức là ai có đường liên kết đều có thể là tải cái file này về máy tính của họ thì ở cái mục là quyền truy cập chung này ở hạn chế có mũi tên chỉ xuống tôi bấm vào sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào bất kỳ ai có đường liên kết thì lúc này á cái file Excel của tôi nó đang ở chế độ công khai bây giờ ai có đường liên kết á đều có thể là tải cái file này về máy tính của họ rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là sao chép đường liên kết xong rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là gửi đường liên kết cho bạn của tôi để họ có thể là tải về máy tính của họ các bạn có thể là qua facebook hoặc là zalo để các bạn gửi nha giả sử như đây tôi sẽ qua facebook sau đó tôi sẽ chọn vào người mà tôi muốn gửi đó giả sử như đây Tôi muốn là gửi cho bạn này. Thì tôi chọn vào bạn đó, bấm tập phím là Ctrl V để tôi dán đường link mà tôi vừa copy lúc nãy. Bấm Enter để gửi. Thì đây là cái đường link chứa file Excel mà tôi vừa chia sẻ. Bạn của tôi á, sau khi nhận được đường link này thì họ sẽ bấm chuột vào. Thì lúc này á nó sẽ ra cái file mà tôi vừa chia sẻ lúc nãy. Nếu họ muốn tải về máy tính của họ thì ở đây họ sẽ chọn vào tệp này. Rồi chuột vào tải xuống và chọn vào định dạng đó là Microsoft Excel thì lúc này á file Excel sẽ được tải về máy tính của họ rồi các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào này chọn hiển thị trong thư mục thì cái file sau khi tải về á nó sẽ nằm ở màn hình desktop của máy tính tùy vào máy tính của bạn nha các bạn thiết lập ở đâu thì nó sẽ tải về đó mà thôi đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách đưa file Excel lên Google Drive nếu thấy video hay Hiểu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.